đến với lại Nông Nông Channel. Hôm nay mình sẽ đến với lại unit Sparkism, một unit khá là đặc biệt của Rotos. Mặc dù nó chỉ là unit chở quân nhưng thực tế nó có khá nhiều điều ẩn bí sau nó, và nó có khá là nhiều thứ hay ho. Những nói hay ho như thế nào thì các bạn hãy xem cùng mình sau video sau này nhé. Chút xíu nữa là nó có thể tạo ra một cái vùng năng lượng để có thể sinh quân ngay tại chỗ. Thì tất nhiên là ngoài việc đó ra nữa thì nó có một vài combo đi chung với nó, tăng thêm cái tính hiệu quả cực kỳ tối đa cho nó. Thì đối với lại anh Wabizum này có rất là nhiều combo. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài combo gọi là hữu dụng. Thì nếu mà các bạn chơi Rotos thì các bạn không thể nào bỏ qua mấy cái tốt này. Mình sẽ ví dụ cho các bạn về Stalker cộng với lại Baptism. Thì nếu các bạn đánh nhau với lại đối phương, sau đó các bạn biến lại gần Baptism và nhảy lên Baptism bay đi luôn, thì nó sẽ là một tạo combo hai chiều, nó rất là hay, giúp cho các bạn gọi là tạo một khoảng cách cực kỳ lớn và thoát thân một cách an toàn khi các bạn tấn công đối phương. Đó rất là tuyệt vời. Không phải gọi các bạn ví dụ luôn nha. Đó, đang tấn công với lại anh Emery thì đó, thoát thân bên đây lên luôn. Đó, mình sẽ làm lại luôn. Đó, làm combo cực kỳ tốt. Nó rất là hiệu quả khi các bạn đánh lén đối phương và phá nhà đối phương, sau đó là biến mất. Với combo mà hai cái lượt biến như thế này thì đối phương sẽ gọi là rất là khó có thể đuổi theo bạn để có thể triệt hạ bạn. Đó. Tiếp theo là đối với anh Dachenla. Đó, đây là một con unit đó của mình rất là tầm đắc nha. Đam rất là mạnh và cực kỳ gọi là chùm đánh lén luôn. Khi các bạn research cho nó cái Shadow Tribe này thì con Dachenla có khả năng dịch chuyển một bước cực kỳ gọi là, thôi nó gọi là tạm đặt cho nó gọi là xa đi, nhưng mà nó dẫn ra xa, rất là xa đó. Các bạn thử nghĩ một con mà nó rất là nhiều đam, và sau khi nó triệt hạ hết lính của bạn và nó biến đi mất tiêu thì nó rất là ức chế. Rồi ví dụ rồi đang đi được rồi, các bạn có thể thấy là sau khi nó biến lên, nó bay lên bắt đi bắt luôn. Rồi mình ví dụ cho một cái gọi là ức chế hơn, nhà cửa công trình gì đi. Đó, sau khi bắt đi dần bay đến cái chỗ này để có thể là phá nhà đối phương gây thiệt hại, sau đó bay đi một cách nhanh chóng, rồi sẽ ưu tiên đánh những cái này gọi là nó quan trọng. Đó, các bạn có thể thấy là nó rất là nhanh, không cần phải lo, không cần các bạn phải đi lại gần. Thực tế rất là hữu dụng và gọi là có tính hiệu quả cực kỳ cao, để các bạn có thể gọi là gây sự ảo diệu lên đối phương và đối phương thể hiện mình what the fuck gì nó xảy ra đó. Tiếp đến là combo khá là hay, khá là tâm đắc, tại vì nó cực kỳ gọi là nó tiết kiệm tiền cho mình, thấy không? Tại vì nó tốt toàn là unit toàn rất là tốn tiền. Bạn không thể nào mà có thể mà hy sinh quá nhiều unit để có thể hạ đáp đối phương được, trong khi mà đối phương thí dụ như là SCV nó có khả năng nuôi lê, nó tạo lại kinh tế nhanh cực nhanh, hoặc là đối với giờ thì nó có khả năng tạo ra mười mấy con drone hoặc là mười mấy con worker, cùng hai mấy con worker cùng lúc, thì cái sự hạ đáp của bạn là vô nghĩa. Cho nên các bạn phải gọi là giảm tối đa chi phí hạ đáp cho quân Rotos, tại vì quân Rotos đã mắc rồi và nó cực kỳ gọi là yếu giấy. Bây giờ mình thấy là cảm thấy nó cũng không có gọi là mạnh mẽ lắm như hồi mà nó xuất hiện. Bây giờ thì nó bị ăn thiếp VL. Đó, bây giờ các bạn cùng đánh nhau. Mình sẽ bắt đầu đánh nhau. Để lại đây. Đó,
các bạn có thấy là sau khi đánh nhau mặt trận này, bạn biến qua đây, bạn bay lên bắp đi zoom luôn, thì nó sẽ cho cái gọi là tạo một cái sự ảo diệu. Tức là khi các bạn hai đánh dân đối phương mà các bạn giết dân đối phương xong, các bạn bay đánh bóng xong các bạn bay lên bắp đi zoom, thì nó sẽ có gọi là hai bước double luôn. Nó sẽ gọi là đối phương sẽ bị quán gà, lúc đó đối phương sẽ hỏi là ủa cái bóng nó mất tiêu rồi, cái bóng nó biến đi đâu rồi, sao tao không thấy cái bóng và tao cũng không thấy adept luôn. Lúc này thì adept đã lên body jump và các bạn đã bay đi mất tiêu rồi. Thực tế những cái chiêu này nó sẽ cực kỳ hữu dụng đối với các bạn đánh với lại newbie và lại newbie gold. Còn nếu vậy đó, còn nếu các bạn đánh chơi trình diamond hay master cỡ lên thì nó sẽ khó nhiều hơn, tại vì đa số thì cái sự phản xạ hay cái tầm mắt của master diamond thì họ đã có khả năng để có thể theo kịp trận đấu và có thể nhìn nó sẽ khác. Đó là một vài lưu ý và một vài combo tuyệt vời đánh được phía Vaporism mà các bạn có thể gọi là kết hợp với nó. Thực tế thì Vaporism đánh với lại hai tay kia hoặc là các bạn có dùng nhiều combo nó sẽ hay hơn, thì chủ yếu nó chỉ là mấy bạn gọi là chợ quân thôi, nhưng mà nếu các bạn dùng nó cực kỳ tốt thì nó sẽ thường thì người ta sẽ nâng cấp một cái gravity cho nó, gọi là gravity vibe, thì nó sẽ tăng tốc độ của optimism lên. Thì thường các bạn thấy là tốc độ của nó là 4.13, sau khi tăng lên là 5.36 thì tốc độ này khá rất là nhanh, nhưng mà đa số tốc độ này gọi là như ngang ngang với Banshee luôn á. Mình nhớ như vậy, nhưng mà đối lại Phoenix thì không nha. Phoenix là tốc độ bay cực cao rồi đó. Thí dụ mình ví dụ nha, các bạn đã nâng cho mình cái gravity, bỏ đi, các bạn đã nâng cho mình cái gravity đi rồi mà các bạn còn bị phô tích dí như thường thôi, tại vì phô tích tốc độ nâng cao gần 600, các bạn thấy không, gần 600, không thể nào, nó đuổi con kia ra ngoài bên kia luôn rồi, vậy là đó các bạn thấy là nó bựa thì thôi nhé luôn á. Đó là một vài gọi là lưu ý khi các bạn chơi bắt đi sầm mà bạn muốn combo. Thì thường phiên bản cũ hồi trước thì người ta dùng bắt đi sầm kết hợp với lại disruptor thì nó sẽ tạo một combo tổ hợp khá là tốt, tại vì sau khi mà thả disruptor xuống, disruptor thả một cái cục gọi là quả cầu nova, thì các bạn làm gọi gì đi, nova, thì sau đó nó sẽ nhảy lên bắt đi sầm và sau đó nó sẽ biến mất và các bạn gọi là lời khá là rất là lời đó. Nhưng bây giờ thì Disruptor nó bị giảm sức mạnh quá là nhiều, đến nỗi mà bây giờ nó đặn đến mức mà người ta đủ thời gian để người ta né luôn thì làm sao mà ai muốn dùng nữa. Với lại bây giờ chỉ cần một unit đứng lên mà hưởng đạn thôi là có thể là vô hiệu hóa cái Nova này. Ví dụ rồi, giờ khả năng đặn thấy không, nó đặn nè. Đó, tất nhiên là các bạn thấy là khi mà đụng dây nổ và khá chết là nhiều không, và khả năng mà nó nặng nó cũng bị rất là lâu. Ví dụ như một con mà đêm ta đứng trắng ở đây, nó bị chơi ngu rồi, mấy kia tự nhiên mày lên giết mày lên nó chết chung cái lại con người mà thắng đi, thấy gì lạ lạ là dí heo à. Các bạn thấy không, ngay từ lúc nó đạp nó chạm mục tiêu đầu tiên là nó sẽ nổ luôn, nó sẽ không phải đi tới nữa. Đó là một vài gọi là combo thôi. Với lại lúc mà con này nó rặn thì con này nó không bay lên đây được, lúc mà bay lên đây được thì mất luôn cái cục nặng luôn. Nãy giờ đi con cốc vậy đó, con nặng đi lại. Nên bây giờ ít người dùng cái combo này, chứ hồi xưa mà đánh đơn TBT dùng với lại có bị dùng rất là nhiều nhé. Rồi đó một vài lưu ý thì bắt đi dùng thôi. Thì nếu mà các bạn chơi đô tốt thì các bạn nên sử dụng mấy cái này hơi nhiều, nó sẽ tạo rồi là lợi thế khá nhiều cho bạn, chứ cái đô tốt quần của nó rất là tốn kém rồi. Rồi sẽ qua chủ đề, có nhiều bạn nói với mình là khi em là ta răng và em đóng bắp đi dùm mà nó cứ thả quân phía sau em, làm sao em mà có thể chống lại nó được. Và mình nói là thực tế thì các bạn cứ say missile
cái missile tôi đặt cho nó nhiều nhiều vào. Thực tế mà sau khi mà nó chuẩn bị bay qua đây thì nó chuẩn bị ngáp ông bà ông tổ rồi. Bạn thấy không, vừa mới đụng một cái vô nha, mà đến gần gần xíu nữa nè, gần xíu nữa đó à, nó nhạy bén đến mức đó luôn, nó như kiểu mà hả mình bị camera từ xa vậy đó đó. Nên nó rất là missile to death, thì các bạn có thể xây để có thể gọi là phòng thủ quá bị giùm nó chơi lén, nó đưa quân lại phía sau nó quất mình. Thì đối với Tarang thì nếu các bạn bị động như thế thì nó cũng không sao, không ảnh hưởng gì nhiều, tại vì missile to death nó còn có khả năng gọi là phát hiện tình hình nữa. Nhưng mà nếu mà đối với các bạn gọi là khả năng chỉnh cao một xíu hoặc là có khả năng nhiều tay hơn thì các bạn có thể dùng cái Viking. Thì đây là unit gọi là khá là tốt khi các bạn muốn đối đầu với lại Wabizum mà các bạn không muốn nó tốn nhiều tài nguyên để có thể đép mấy con Wabizum này. Thì các bạn một đây video like đây, các bạn bấm B cho nó đi qua lại chỗ này, thì lúc mà con Wabizum nó đi qua thì các bạn có thể gọi là thấy được ngay lập tức và có thể ngăn chặn cái mục đích nó từ đầu. Nó sẽ đỡ tốn tiền. Nếu các bạn mua một con Viking mà các bạn nói là nó mất tiền hơn lại xây bốn cái tu đét này, mình nói hơi bị sai á, tại vì một cái mission đét là 150, vô đây là cái chừng là 600 rồi, mà mua con máy kinh đâu mất nhiều tiền rồi, giá thành con máy kinh là 150-175k, đâu có nhiều tiền. Mà các bạn lại có một cái này gọi là anti air, nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà các bạn không đủ tay hoặc là các bạn còn xa đưa chỗ khác thì cần nên xem Missile to Death, cái này cũng hiệu quả thôi. Thực tế thì cách nào cũng hiệu quả, nhưng mà nếu các bạn có thời gian đầu tư vào kinh nghiệm, vào luyện tập nhiều, các bạn có thể kết hợp cả hai, tại vì nó hỗ trợ cho nhau nhiều rất nhiều tình huống. Rồi nếu mà các bạn gọi là mình phải dùng combo nè cho nó mạnh hơn nữa, các bạn là có nhiều mai luôn, một phát chết luôn. Ví dụ anh ấy trong một ngày đẹp trời anh ấy bay vào đây, video mai nó sẽ kết thúc. Nếu mà trường hợp mà quắp đi dùm nó sẽ nhảy, nó sẽ còn một tí máu đi luôn, thì con video mai này nó sẽ kết thúc luôn. Trời, gọi là combo thần thánh đối lại anh ta đang. Thì anh ta đang nó phòng thủ mấy cái vụ này rất là tuyệt vời, không phải nói rồi. Nếu các bạn bí quá không có mấy cái này á thì các bạn nên lấy Marine thôi. Unit đầu tiên của Tarang vừa rẻ vừa khỏe, vừa ngon vừa ngọt, bắn tới bến luôn, không phải lo. Cho thêm tí tim nữa, chích thêm một chút xíu scare vô người bắn đó, bắn như đúng rồi không, vừa rẻ vừa gọn nhẹ, bắn lại có hiệu quả. Đó là một vài lưu ý khi mà tôi đang đối đầu với lại Wap Rizom và đi từ cửa sâu. Đó easy. Tiếp tục là đến với lại anh Giọt, mà các bạn muốn chống lại với lại Wap Rizom thì mình dùng unit nào để chống nó hiệu quả nhất? Thì thưa với các bạn là unit nào nó cũng hiệu quả. Win, con này anti-air rất là xa rồi, nó là dùng chuyên anti-air luôn, ngay cả Liberator của ta đang phải ngán con này được. Thì các bạn nếu các bạn open đầu game mà các bạn là giật mà các bạn phải lo sợ vấn đề anti-air hay là vấn đề đánh nhau các kiểu rồi, các bạn nên xa nhiều win, nhiều giật linh và ban linh nó sẽ tốt. Thì thực tế thì 2-3 con win là khi mà Rotot nó chuẩn bị đáp thì gọi là cũng ra khá là rất là mệt mỏi, các bạn thấy nè. Nó giảm máu là giáp rất là nhanh, bắn rất là đau, bắn như kiểu mà con Hira mà nhiều máu á, nó vậy á. À, các bạn có thể dùng thẳng Hira luôn. Tức sao mà có thể chống lò được? Còn không, nếu các bạn gọi là cảm thấy nó Wap Rizom này nó khả năng micro của người đó nó rất là mạnh đi, thì tùy. Có người micro Wabizum nó yếu thì các bạn có thể gọi bắt bằng những cái này được, bắt bằng những cái Hira hay là Win các kiểu đồ nó dễ. Còn đối với lại mấy anh mà có dư tay hay không, tay mọc thêm mấy chục ngón á, hay là mấy bàn tay á, thì các bạn nên có
thể là suy nghĩ đến phương án khác là dùng corruptor hay là muta, thì mấy con này nó suy nghĩ đến tận cùng, đến tận trời cuối đất luôn. Nó dí tới khi nào mà nó chán hay là các bạn bỏ thì lên comment nó dí đi thôi. Đó là thật, bạn thấy không, suy nghĩ thấy ngựa luôn. Và mình phải di chuyển con bắp bì rừng này né thấy ngựa luôn, né đến khi nào mà anh ấy không dí được thôi, trừ phi anh kia nó cho một lòng từ bi là nó thôi nó chết mèo. Đó là mày một lời đồng ý khi cũng giờ thôi. Thì thực tế thì các bạn phải say small nữa. Đây, cái này, cái nhà phòng thủ trên không của giật small đâu là thì con này, thì cái này nó chuyên là phòng thủ trên không rồi. Đó, các bạn có thấy là small là bắn rất cũng rất là đau. Và có thực tế là nó có thể di chuyển sang chỗ khác nếu các bạn không ưng ý nữa, nên các bạn cứ thể có thể xoay tùy ý muốn các bạn lúc đầu. Nhưng mà các bạn nên hạn chế là xoay vào những cái nơi không đâu nha. Mất công á, cái chỗ cần xoay không xoay lại đi đem chỗ khác đi lung tung, nó lại chết ẩu. Nó lại không phải được tốt lắm. Đó là một vài gọi là lưu ý khi mà các bạn là chơi sệt, các bạn không chống lại bắp đi dùm mình khi mà bắt đầu chơi lén các kiểu đồ. Thôi còn đối lại Rotos mà bên kia có bắp đi dùm mà bên mình gọi là ở đang ở thế bị đặt đi, làm sao mà có thể là chống được, hoặc là mình biết trước là nó bị đem bắp đi dùm qua nó thả quân qua nhà mình mà mình lấy nhân đích nào mình chống, thì là mình lấy nhân đích Tocker nha. Thì Tocker là nó bắn NTE rất bây giờ nó còn tốt, mặc dù thì bị ghép sau nhưng mà thực tế nó không nhận là rất đau nha. Các bạn có thể lúc này có thể là đặt cái link cho con Tocker rồi, thì nếu mà bắp đi dùm nó có khả năng chạy đi mất tiêu á, anh đứng theo bắn hạ bắp đi dùm đó. Và thấy chỉ cần 5 con là các bạn có thể đép thành công một con bắp đi dùm để chuẩn bị là một cái gì đó là màu ám đến những space của bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể đem open một cái gọi là open Stargate để cho bắt đầu đánh cái em của bạn, thì có thể suy nghĩ phương án là dùng Phoenix. Thì Phoenix thì các bạn chơi lên các bạn có thể biết là tốc độ nó là cao nhất game khi mà bay rồi, chứ ở tốc độ cao nhất game như là giờ lên nhất cũng như đánh khi các bạn phòng thủ chỗ này. À, thì có bị dần rất khó tiếp cận. Mà khi mà Phoenix đã dí rồi, các bạn không thể nào mà có thể gọi là chạy thoát được. Trừ phi là bởi vì giờ mà đứng lại nó quát một con gọi là Stalker hay là cái gì đó đồ, thấy không? Mà trong trường hợp mà nếu các bạn để mà không quát từ đầu, nếu các bạn để như mình đó, bạn là chết tức tưởi mà không bắt được đó nha. Rồi còn lại unit mà e tấn công thì có thể tấn công bạn đi dùm, thấy không, hoặc là con. Thì đó là một vài lưu ý khi bạn rô tốt với lại rồi khi mà rô tốt nó gặp mấy vài trường hợp bắt đi dùm thôi. Thực tế thì cũng không có người gọi là gì nhiều, tại vì thực tế thì hai bên đều có bắt đi dùm, mà ai chơi tốt hơn thì người đó được quyền lợi thôi, không có gì cả. Các bạn đã theo dõi video, nếu các bạn thấy hay và hãy like và subscribe cho mình nha.